lần đôi mươi. Đạp sao về trên phố quen bóng ngàn lòng câu bình yên. Thật sao hồn nhiên. Này em ta áo trắng chạy trên đường xa quá nhanh khiến bao ngày không kịp theo. Chỉ một phút làm quen. Em lặng yên để cho hàng mi nói dừng. Cho lòng nó chết rồi. Bình tĩnh, không ai chết trong cuộc thi hoa hậu cả. Nhanh lên, đưa vào bệnh viện thôi. Đưa vào thì lỗ hết. Tỉnh lên đi Hùng ơi. Hùng ơi, cậu sống rồi. Hey, có người tới. Chuẩn tôi. Chuẩn tôi. Ê, 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 chờ đã, còn không, còn không. Nhanh lên, nhanh lên quay. Lên, lên, lên. Có kẻ đã cướp cầu dao. Ai vậy? Chắc quân thù. Nhưng chúng em không có quân thù. Cô mong là vậy. Có điện rồi. Anh em mai lại tràn ngập khắp phòng. Cây trái lại nở hoa. Chim lại líu lo ca hát. Không có điện thì có ánh sao. Chúng ta là sao xanh biết cơ mà. Không phải sao xanh, mày là sao hồng. Mình thi trong ánh nến lung linh cũng có cái hay. Tôi thấy nhiều chàng lợi dụng bóng đêm lén lau nước mắt. Màu đen mới là màu bí ẩn. Yeah, yeah. Sao rồi chuyên gia? Tại sao điện lại bị hư vậy? Điện cũng như người thôi, có thể hư mà không báo trước. Và cũng có thể sáng lên một cách bất ngờ. Tôi sẽ bảo các nữ sinh trao cho cô giải đặc biệt. Sao? Cô thích huy chương hay hiện vật? Tôi muốn được bầu là hoa hậu cầu dao. Tôi muốn được sự quan tâm của nhà tài trợ. Nè, mà sao chúng nghĩ ra việc thắp nến nhanh như thế? Tại chúng luôn mang lửa trong người. Thầy, thầy nghĩ tôi mang gì trong người? Mang bình cứu hỏa. Đi đâu thế? Ừ. Tới đến tìm Miêu. Có giấy phép đặc biệt không? Có mang theo vũ khí cháy nổ gì không? Tớ có vài điều cần kiến nghị. Tớ thay mặt toàn thể anh em định mang tặng bó hoa này. Ừ? Tặng hoa thì lên sân khấu hoặc là ra lối đi vào á. Còn các hoa hậu thì miễn tiếp khách. Đi đâu đây? Make up, make up. Chuyên gia trang điểm phải không? Con gái chắc vô được. Thank you. Có phải con gái không vậy? Chắc chắn rồi. Vì tớ đã quan sát đủ 3 vòng. Nhưng hình như chuyên gia make up này không phải là người Việt Nam. Người Philippines hay sao? Thank you.
Bây giờ sẽ là tiết mục quan trọng nhất của cuộc thi, phần tuyên bố ai sẽ là hoa hậu. Thế nào, có vào được không? À, có bị nó phát hiện tống cổ ra ngoài không? Chúng tinh như một lũ mèo. Xong rồi, thắng lại hoàn toàn, thành công rực rỡ, kết quả tuyệt vời. Thưa các bạn, trước khi tới giờ phút quan trọng nhất, cho phép tôi phỏng vấn nhanh vài thí sinh tham dự cuộc thi này. Chào bạn. Sao bạn run vậy? Nhiệt độ ở đây quá lạnh. Hay là bạn sắp lên cơn sốt vì một hạnh phúc bất ngờ? Dạ, tôi run vì tôi thấy trên TV các cô vào chung kết đều run. Vâng, vậy nếu bạn trở thành hoa hậu, bạn sẽ ra sao nhỉ? Tôi sẽ run hơn. Hả? Vì tôi biết thầy sẽ hay gọi lên bảng hơn. Nếu đặt phương miệng, bạn sẽ làm gì? Thưa bạn Ngọc, dễ thương và điềm đạm. Nếu như mà mình đạt được dương miệng, thì chắc chắn mình sẽ đội nó lên đầu. Một tay mình sẽ giữ nó, còn một tay thì mình sẽ nắm chặt tóc. Tại hình như là cái dương miệng nó hơi rộng so với mình. Bạn đừng sợ rộng. Theo như tôi biết, bất cứ cô gái nào đạt dương miệng của hậu thì đầu sẽ nở to ra, đúng không ạ? Julie Miu, tôi thấy bạn quá xinh đẹp rồi, bạn cần hoa hậu làm gì nữa? Cần chứ, vì hoa hậu ngoài đẹp ra thì còn phải thông minh nữa. Nhưng mà từ xưa tới nay bạn vẫn thông minh cơ mà. Cái đó là thông minh khi đi học, còn từ bây giờ mình muốn thông minh cả khi đi chơi. Quá. Wow. Yeah. Thưa thầy cô và các bạn thân mến, cuộc thi này không có ban giám khảo. Mỗi thí sinh tham gia đều có quyền tự do bầu chọn một hoa hậu theo ý mình. Và kết quả sẽ được rút thăm từ một trong những ý đó. Tôi biết ngay mà, đạo diễn này không bắt chước một ai và chẳng tuân theo bất cứ thể lệ nào. Nhỡ cô bé nào bầu cho con chó con thì sao ta? À, chúng nó làm như giải Oscar, bất ngờ tới phút cuối cùng. Anh nói sai rồi, cuộc thi này bất ngờ từ phút đầu tiên. Kiểu gì thì các em cũng chết, các em cứ sáng tạo tha hồ. Đúng, lần này các em thua thật rồi, thua tới mức không thể nào đỡ nổi. Ê Chiến Hữu, lát nữa nhớ tới phần gây cấn phải vỗ tay lên nha, phải làm cho kịch tính tăng lên. Để kết quả rút thăm được khách quan, được một bàn tay đầy trách nhiệm lựa chọn, sau 3 ngày tranh luận sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, chân tình, hết mình, hết sức lực, hết cả mực biên bản, hội nghị nữ sinh lớp 12A đã hoàn toàn nhất trí dành niềm vinh dự đó cho nam sinh dễ thương, dễ mến, dễ cảm xúc, giàu lòng nhân ái, lòng vị tha và vô số lòng từ thiện khác. Đó chính là chàng trai Nguyễn Bá Hùng. Trời ơi, chính là tới. Trời ơi, vinh dự giáng xuống đầu tới. Chết rồi. Không phải là vinh dự, là thảm họa. Thảm họa bất
bất thình lình. Chạy đi, chạy đi, mai ra còn kịp. Nhanh đi. Rất chính xác. Hùng là một chàng trai ngoan và học giỏi nhất lớp 12A, lại có nhiều năng khiếu nghệ thuật nữa. Chỉ có điều nó hơi bẽn lẽn, hơi mềm mỏng và hơi run. Đứng trước mấy cô loại này mà không run mới lạ. Tôi mà bước lên sân khấu, tôi mềm nhũn ra liền. Anh chỉ quay Hùng khi đứng trước tôi thôi. Để cổ vũ cho chàng trai khiêm tốn, dễ thương và dễ mến Nguyễn Bá Hùng, chúng tôi xin mời đội cổ động nổi tiếng của trường chúng ta bước ra sân khấu một lần nữa. Tớ phải lên thôi, chả còn cách nào trùng được nữa. Cả thế giới, cả loài người tiến bộ đang chờ, đang mong giờ mình tới. Đúng, cũng không thể thoát được rồi. Cả ngàn cặp mắt đang nhìn, cả triệu trái tim đang khao khát. Cậu về lên thôi. Chúc cậu may mắn trở về. Nếu cậu có làm sao thì cậu hãy nhớ, chúng mình chả khi nào quên cậu đâu. Hình ảnh của cậu sẽ đọng lại trong tim hai đứa tớ. Ngày này hàng năm chúng ta lại tiếp thương, tưởng nhớ về cậu. Cậu là một người bạn dại dột và ngốc nghếch. Cố lên, mạnh mẽ lên. Ê, sao ba chàng có vẻ lâm ly thế kia? Cứ như là sắp ra trận nhớ. Còn hơn là ra trận nữa chứ. Lên đây chắc chắn là phải hy sinh. Mỗi đứa mình chỉ cần cắn một miếng là nó sẽ tan ra. Giả vờ e dè thế, chứ đã mong đợi từ lâu. Biết bao nhiêu chàng trai sẵn sàng thay thế. Không, tôi biết Hùng. Coi vậy mà nhát lắm, quyết cả chừng ở những nơi đông người. Tội nghiệp con trai nhà lành, đang sống âm thầm thì bị đẩy vào thi hoa hậu. Nhìn từ xa trông cũng bô trai đó chứ, và chiều cao cũng chẳng đến nỗi nào. Chàng mặc vest nên có khác gì thay giám thị, cũng trang nghiêm, cũng tươi cười. Chàng sắp đến nơi, vui lên cho chàng hãnh diện. Này, nên lấy đâu ra cái tác phong như tổng thống ấy nhỉ? Thế như là cả đời chỉ có đón tết một hoan nghênh. Ui. Nó lấy từ hai đứa bạn thân của nó, tức là tớ và cậu. Chứ đâu nữa. Chào Nguyễn Bá Hùng, người mà tất cả các thí sinh, tất cả các khán giả đang có mặt ở đây, cũng như hàng tỷ người xem truyền hình đang mong đợi. Với tư cách là một nam sinh nổi bật của 12A, cũng như tư cách của một chàng trai có lòng hâm mộ chân thành với các bạn gái, xin anh hãy cho biết cảm xúc của mình. Trước tiên, để giống các MC chuyên nghiệp, luôn luôn xuất hiện một cách nhàm chán và liên tục hàng đêm, lúc nào cũng xin một tràng pháo tay, để rồi xin thêm mãi mãi. Cho phép Hùng gửi đến lời chào tới toàn thể khán giả đang có mặt trong phòng. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ, an khang trong nhà hát và ngay cả khi đã bước về nhà.
Chưa chi nó đã có phong cách khác người. Nó đã làm cho bọn đàn ông không bị thua cuộc. Từ từ đã, coi được mấy hơi nào. Con trai trường này không dễ gì mà nổi được đâu. Hùng phải cố lên, vì các nữ sinh duyên dáng quá. Nhưng mà hiệu trưởng nói đúng, có thể sức cố sẽ không nhiều. Hùng cũng không vừa, nhưng chỉ tiếc cậu ta hơi đơn độc. Hùng, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn hãy tin rằng tôi sẽ cố. Vì nếu tôi không cố thì những chàng trai đầy kiêu hãnh nhưng dễ tổn thương trong căn phòng này biết trông đợi vào ai? Vì nếu tôi không cố thì ai sẽ bảo vệ cho các nam sinh trẻ trung của trường ta trước các nữ sinh đầy táo bạo và tham lam kia? Ai? Ai? Không có ai, chỉ còn mỗi mình Hùng. Vậy thì Hùng không được tiếc thân mình. Hùng không có quyền nhút nhát. Hùng đã bị dồn đến chân tường, không có đường tháo lui. Vậy thì tường sẽ vỡ. Tuyệt vời. Bravo, bravo. Sao con cầu vũ lên tay? Tớ muốn làm cho Miêu hoảng sợ. Chàng nói cũng có vẻ hay đó chứ. Khi bị dồn tới mức tận cùng, cũng có khi người ta sẽ sáng rực lên trong giây phút cuối cùng. Ê, Hùng không lóe sáng, Hùng nở bung ra như cái bánh phồng tôm cho vào chảo dầu sôi. Xin trở lại câu hỏi của bạn Mai. Tôi xin trả lời như sau. Các bạn nên thi Hoa hậu. Hoa hậu có nhiều phẩm chất. Điều ấy lịch sử đã khẳng định lâu rồi. Tôi có khẳng định thêm cũng chỉ là nhắc lại mà thôi. Mặc dù bao nhiêu năm nay nhiều người lên sân khấu của chúng ta không biết làm gì hơn ngoài việc nhắc đi nhắc lại những thứ mà khán giả đã thuộc đến mức bực mình. Nhưng tôi lên đây không thể để cho các bạn bực mình. Tôi hứa sẽ dẫn các bạn đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, từ bất ngờ nọ đến bất ngờ kia. Hùng muôn năm. Nếu nữ sinh phát minh ra sân khấu đẹp thì Hùng phát minh ra sân khấu hài một cách thanh cao. Tôi muôn năm, tôi đã từng tin vào Hùng. Nhưng thưa các bạn nữ sinh, không thể quên rằng phẩm chất quan trọng nhất của các bạn theo Hùng là đẹp. Vẻ đẹp của các bạn là thứ vũ khí ngời sáng, là cơn gió mát lạnh của mùa hè, là ngôi sao xanh tím biếc trên cao khi ngước nhìn lên bầu trời xa thẳm. Vẻ đẹp ấy, các bạn phải giữ gìn nó. Các thầy cô giáo phải giữ gìn nó. Và các bạn nam sinh tốt hơn tôi hoặc sắp tốt bằng tôi cũng nên giữ gìn nó. Không được phép quên một phút nào. Cậu bé này cũng chẳng phải đứa tầm thường. Có đôi khi nó cũng làm cho đám nữ sinh phải chết lặng. Tôi sẽ cho nó điểm 10, dù ngày mai nó chẳng thuộc bài. Con trai cũng giỏi, con gái cũng giỏi. Lớp 12A này không khéo còn chìm đậu trên lỗ thông hơi cũng giỏi. Hùng đã làm cho các hoa hậu luôn mà. Ê, Miêu, chúng mình có nhầm không? Khi cắt chức Hùng làm đạo diễn trong đêm thi, tớ nghĩ phải thăng chức cho Hùng làm chủ tịch danh dự nhất đêm thi. Hoặc phó ban phụ trách tuyên truyền. Tốt nhất là tùy viên báo chí hoặc là người phát ngôn chính thức cuộc thi. Hãy bầu Hùng làm trưởng ban đối ngoại. Bạn Hùng thân mến,
Bạn đã đề cao vẻ đẹp của nữ sinh, ca ngợi nó bằng những ngôn từ mà khiến cho một người xinh đẹp như tôi, xinh đẹp đến mức một đêm có thể đạt vương miện tới 3 lần, cũng cảm thấy vô cùng xúc động. Cảm ơn bạn. Thú thật là tôi cũng cảm thấy xúc động, mặc dù tôi chẳng hiểu nổi Hùng. Trước đây tôi bất ngờ về Miu, bây giờ tôi bất ngờ thêm nạn nhân Miu. Đáng lẽ phải đề cao bọn mình, Hùng lại đề cao bọn nó. Phải chăng Hùng đã phản bội anh em? Nhưng xin bạn cho biết, với cá nhân bạn, vâng, chỉ với cá nhân bạn, vẻ đẹp nữ sinh là gì? Thưa các bạn, tôi có ý kiến. Chúng ta không học để trở thành người thường, bởi nếu người thường có thể học cho qua, hoặc thậm chí không cần đi học. Chúng ta đến lớp trong 12 năm tuổi trẻ để muốn trở thành vĩ nhân, bởi vì làm vĩ nhân có lợi vô cùng, có lợi cho đất nước ta, có lợi cho cả ta lẫn cha mẹ ta, còn cho thành phố này. Nếu thiếu đi vĩ nhân, có nghĩa là sẽ thiếu những tên đường, thiếu từng công viên, và thiếu đi những hình ảnh trong viện bảo tàng. Các bạn trẻ trường ta hãy cố lên, có rất nhiều đại lộ đang xây và nhiều bảo tàng sắp mọc lên đang chờ tên các bạn. Một vị nhân đã nói, cái đẹp cứu cả thế giới. Câu nói đó ai trong loài người đều thuộc, và thậm chí những loài thân quen với người cũng thuộc, như chim vẹt, mèo con, chó con. Nhưng mỗi cá nhân có một thế giới khác nhau. Thế giới của vị nhân kia là trái đất bao la, thế giới của con mèo con là bát sữa con con, thế giới của chú bướm vàng là bông hoa thơm phức. Nhưng thế giới của tôi, của chàng Hùng đang đứng trên đây, là lớp 12A, cũng bao la, cũng thơm phức, không kém gì. Thưa các bạn học sinh, lớp 12A của tôi là một khoảng không gian vĩ đại. Nó có thể tràn ra qua 4 bức tường. Không gian này có cả mùa xuân, có cả đại dương, có cả các vì sao trong dải ngân hà, và hơn hết, có các bạn nữ sinh đáng yêu như những thiên thần đang vỗ cánh. Các bạn nữ sinh, các bạn là những thiên thần của thành phố. Các bạn tuyệt đẹp khi cất tiếng cười lanh lảnh, khi bơi lội tung tăng, khi nắm tay nhau đi bộ và đạp xe trên đường, khi tranh nhau ăn khúc bánh mì, và cả khóc lên khi thầy cô cho điểm kém. Các bạn tuyệt đẹp khi ngước mắt tròn xoe, nhìn xuyên qua bảng đen để thấy trước cuộc đời mình niềm say mê bất tận. Các bạn tuyệt đẹp khi ngồi dưới hàng cây và hát lên với tôi một bài ca trong vắt về những năm tháng chúng ta mãi mãi bên nhau. Và các bạn tuyệt đẹp khi đứng trên sân khấu này chờ một vòng nguyệt quế đội lên đầu mà không hề biết, thật ra mỗi bạn đều có nó từ lâu. Nó là một nhà văn, không, một nhà quản lý.
Nhà thơ. Không phải nhà, nó là một con tàu trên đại Tây Dương. Thưa các bạn, tôi không biết Hoa hậu là như thế nào. Tôi chưa thấy các bạn đội vương miện bao giờ. Chỉ nhìn thấy các bạn đội trên đầu những chiếc nón xinh xinh, hoặc những chiếc kẹp tóc mỏng như cánh chuồn chuồn. Nhưng nếu Hoa hậu là mấy lấm đồng tiền của Mai, là chiếc răng khểnh của bạn Ngọc, là tóc đuôi gà của bạn Hằng, là tiếng cười khanh khách của bạn Tuyết, là vành tai khuyết của bạn Thi, là cặp lông mi rợp mát của bạn Phượng, là cặp mắt trong veo của bạn Julie Miu đầy cá tính, thì tôi tin Hoa hậu là có thật. Hoa hậu ở cạnh tôi, và Hoa hậu có thể mong tôi chở đi chơi bằng chiếc xe đạp bé. Trời, Hùng nói hay quá. Nó quên mất việc trả thù rồi. Nó bị con gái bắt làm tù binh rồi. Nó đang đội vương miện cho cả khán phòng này. Nó khiến cho tất cả các cô gái ngây ngất, và bạn trai của các cô gái ngất ngây. Có cách gì cứu Hùng không? Không, Hùng đã nhập rồi. Hỏi các bạn nữ sinh lớp 12A, các bạn đừng quá quan trọng vương miện. Dù nó có giá kim cương ngũ sắc hay rực rỡ giác vàng, các bạn hãy nhớ vẻ tươi tắn của các bạn, lòng cảm mến, tính dịu dàng, sự ngây thơ và tâm hồn tinh khiết của các bạn cũng chính là vương miện, là vần hào quang kỳ ảo mà tất cả học sinh nam đều nhìn thấy, đều nhận ra. Và đều cảm thấy nhói trong lòng. Thưa các bạn, tôi không lên đây để nói, tôi không lên đây để hát, tôi không lên đây để cười. Tôi không hề chuẩn bị gì cả. Tôi chỉ đứng chỗ này để cho các bạn thấy rằng con trai cũng có lúc cô đơn, và con gái cũng có thể oai hùng. Nhưng chúng ta cần làm bạn với nhau. Chúng ta cần bước đi và nắm tay nhau trên tất cả các chặng đường của tuổi thơ tuyệt diệu. Tuổi thơ ấy chỉ còn vài tháng nữa kết thúc, vì chúng ta đều đang ở lớp 12. Nhưng tôi ước ao giá như mình có thể học lớp 12 mãi mãi. Tôi ước ao giá như tuổi thơ còn luôn luôn ở trước mặt mình. Nhưng thật tiếc là
Đời mỗi con người chỉ có một tuổi thơ. Nhưng thật mừng là tuổi thơ ấy lại có rất nhiều tình bạn. Tôi không nói được nữa, bởi vì tất cả những lời nói bây giờ đều không diễn tả được cảm xúc của tôi. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Lời cuối cùng, tôi yêu các bạn và mong rằng các bạn cũng yêu tôi. Tại sao mỗi ngày khai giảng đầu năm chúng ta không để Hùng phát biểu mà cứ đọc diễn văn, vừa chán phèo vừa nhạt nhẽo, năm nào cũng giống năm nào vậy? Tại tôi không phải là hiệu trưởng trường này. Tôi nghe rồi đó nha. Sẽ làm đấy nhé. Lưu ý với quý vị, bây giờ không phải là lúc mà các học sinh thì xúc động, còn giáo viên thì xưng tội. Tôi không xin tội, tôi chỉ thấy tiếc mà thôi. Tiếc là một dạng xưng tội đỉnh cao ấy mà. Tôi muốn ôm Hùng ngay tại đây, ngay lúc này, ngay trước mặt mọi người nữa. Rồi muốn ra sao thì ra. Cậu không có cơ hội làm chuyện ấy một mình đâu. Từ nay mỗi món Hùng ăn tôi trả tiền. Hóa ra Hùng nhìn đằng sau đẹp chả kém với đằng trước. Đúng là vẻ đẹp toàn thân. Cảm ơn bạn Hùng vì những lời lẽ chân thành, vì những hiểu biết tuy chưa đầy đủ nhưng không kém phần tốt đẹp về các nữ sinh. Chúng tôi đã phát hiện ra trong mắt bạn cũng như trong mắt toàn thể con trai ở đây, con gái có nhiều đức tính và nhiều nét xinh đẹp. Tuy cố tình giấu đi nhưng vẫn lộ ra ngoài. Bây giờ xin mời bạn rút 118 phong bì tương ứng với 18 đề cử của nữ sinh lớp 12A để bình chọn ra ai xứng đáng đoạt dương miện hoa hậu đêm nay. Khoan đã. Trước tiên, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng ngắm một vật vô cùng quan trọng. Xin quý vị chú ý, trong chiếc thùng đó là chiếc vương miện pha lê tuyệt đẹp, niềm mơ ước của tất cả thiếu nữ đang có mặt ở đây. Chỉ vài phút nữa thôi, chúng ta sẽ được nhìn thấy nó. Nó ở đây này. Vậy còn cái gì ở trong hộp trên sân khấu? Làm sao mà tớ biết được. Có thể là bánh kem, cũng có thể là quả mìn. Có khi Hùng nhét cả một nồi cá kho cũng nên ý. Chẳng qua có thể đoán nổi cả. Chết rồi. Bây giờ chính Hùng mở cái hộp đó ra, chính Hùng sẽ đội vương miện lên đầu hoa hậu. Hùng tự giết mình rồi. Chọn Hùng là vô cùng xứng đáng.
Chỉ có cậu ấy mới đủ tiêu chuẩn về chiều cao và đạo đức để trao vương miện. Nếu Hùng không nhận thì tôi sẵn sàng thay thế. Anh thì tôi chưa đồng ý. Anh ấy chưa đủ đạo đức sao? Đạo đức thì thừa, nhưng anh ấy thiếu sự ngây thơ. Chị lầm rồi, tôi ngây thơ chứ. Xin mời bạn Hùng bốc phong bì. Đề cử của Julie Miu. Các bạn thân mến, như vậy là suy nghĩ của bạn Miu đã được chọn. Miu chọn ai? Tớ tin là Ngọc. Không, Miu sẽ chọn chả giống ai. Cậu tin đi. Có thể là cô chủ nhiệm, có thể là cô hiệu trưởng. Cũng có thể Miu sẽ chọn Tuyết hoặc Mai. Mặc dù hai đứa chúng nó không cao. Tôi biết Miu, nó sẽ chọn một cô gái đẹp. Không, nó sẽ chọn một cô gái thông minh. Miu sẽ chọn một cô gái vừa đẹp vừa thông minh. Vậy thì tôi trúng rồi. Quý vị chú ý, theo thỏa thuận từ trước, ý của người đề cử được tôn trọng tuyệt đối. Dù kỳ quặc hay đặc biệt tới đâu, người ấy hoàn toàn có quyền chỉ định hoa hậu và chịu trách nhiệm công khai điều đấy trước toàn thể khán giả trong phòng này, cũng như khán giả khắp hành tinh đang theo dõi qua truyền hình trực tiếp, trước cả lịch sử sắc đẹp cũng như lịch sử của các nền văn minh. Xin mời bạn Miu đọc đề cử của mình. Tôi đề nghị vương miện hoa hậu sẽ dành tặng cho... Dành tặng cho bạn nam nào đang đứng trên sân khấu vì những lý do sao? Thứ nhất, toàn thể con gái lớp 12A quá đẹp. Toàn thể họ đều là những hoa hậu dù không thi, họ không cần thêm một danh hiệu nào. Khi đội vương miện lên đầu, các bạn nam sẽ ý thức được trách nhiệm của đàn ông, sẽ biết nâng niu sự lấp lánh của các bạn gái và trở nên dịu dàng, khả ái với các bạn gái. Không gì có thể đẹp hơn một chàng trai mạnh mẽ, lại thân thiện như một cô hoa hậu. Tôi biết ngay mà, làm gì có chuyện bình thường. Thì lớp 12A có chưa đi Miu. Và có cả tôi. Tôi không tin là chúng nghĩ ra ý tưởng này. Tôi đoán là chúng ăn cắp ý tưởng của một giáo sư vật lý hạt nhân. Giáo sư duy nhất trong trường là anh cơ mà. Một cuộc thi nữ mà kẻ chiến thắng lại là nam, thử hỏi còn gì choáng váng hơn nữa. Nhưng các vị tin đi, chưa choáng váng tới cùng đâu. Trí tưởng tượng của lớp này là vô cùng vô tận. Và tôi cũng đang sợ như vậy đấy. Trời ơi, chết thật rồi. Cảm ơn Julie Miu vì sáng kiến vô cùng độc đáo của bạn. Cảm ơn tất cả nữ sinh lớp 12A vì đã chấp nhận sáng kiến này. Và cảm ơn toàn thể khán giả vì đã chịu đựng được sự bất ngờ tới phút cuối cùng. Cảm ơn Hùng vì bạn vẫn đứng trên sân khấu, không chạy trốn, nghĩa là đã nhận lời. Cá nhân tôi cũng đồng ý với ý kiến của Julie Miu. Tất cả nữ sinh đều là hoa hậu, cuộc thi chỉ dành cho các bạn trai. Nhưng trước khi trao vương miện, cho phép tôi hỏi bạn Hùng một câu.
cảm giác của bạn lúc này thế nào? Thú thật là tôi cũng rất cảm động, nhưng cũng rất hoang mang và bối rối. Dù trong giấc mơ điên rồ nhất của bản thân tôi cũng chưa khi nào nghĩ là sẽ đội vương miện do các nữ sinh trao tặng. Thưa quý vị, bạn Hùng quá xúc động, điều ấy cũng đáng trân trọng. Trước khi vương miện được trao, đội cổ động nổi tiếng của trường chúng ta sẽ xuất hiện lần cuối cùng như một dấu chấm cho đêm thiêu hạo kỳ lạ hôm nay. Và bây giờ, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu để chứng kiến phút đăng quang vĩ đại của một chàng trai tương lai sẽ vĩ đại. Xin mời lớp trưởng Julie Miu lên trao vương miện cho bạn Hùng. Dừng lại! Đừng mở! Anh đang xa vườn lên dõi chiếc.